Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Phẩm Abba Jimha, số 81, chuyện uống rượu. Tiền thân Surabana, chúng con đã uống rượu. Câu chuyện này khi bậc đạo sư ở tại vườn Gosita gần Kosambi đã kể về trưởng lão Sagata. Sau khi an cư mùa mưa ở xá vệ, Đức Thế Tôn đi bộ đến một thị trấn tên là Padavatika. Tại đây, người chăn bò, chăn dê, làm ruộng, người đi đường thấy bậc đạo sư liền đảnh lễ ngài và ngăn chặn ngài. Bạch Thế Tôn, chớ đi đến bến nước Amba, cây xoài. Tại bến nước cây xoài, trong âm thất của những ngoại đạo bệnh tóc, có con rắn thần Naga nguy hiểm, tên là Ambatithaka. Rắn thần ở bến cây xoài, nó có thể làm hại Thế Tôn. Thế Tôn làm như không nghe lời nói của họ, dù họ nói lời ngăn cản lần thứ ba, vẫn cứ đi tới. Trong khi Thế Tôn trú trong một khu rừng không xa Padavatika, thì trưởng lão Sagatha, một thị giả của Đức Phật, đầy đủ thần thông của hạng phàm phu, đi đến am thất ấy. Tại trú xứ của xà dương ấy, trải nệm cỏ và ngồi kiết già. Không thể giấu nổi ác tánh, con rắn thần phun khói, trưởng lão cũng phun khói. Con rắn thần phun lửa, trưởng lão cũng phun lửa. Lửa của rắn thần không làm hại trưởng lão, nhưng lửa của trưởng lão làm hại con rắn thần. Như vậy trong giây lát, trưởng lão nhiếp phục con rắn thần, khiến nó thọ tam quy và ngũ giới, rồi đi đến bậc đạo sư. Sau đó, bậc đạo sư ở tại Padavatika cho đến khi thỏa thích, rồi đi đến Kosambi. Tin trưởng lão Sagata nhiếp phục con rắn thần lan khắp vùng ấy. Các thị dân ở Kosambi đến nghênh đón bậc đạo sư, đảnh lễ ngài. Sau đó, họ đi đến gần trưởng lão Sagata, đảnh lễ trưởng lão, đứng một bên và nói như sau: Thưa tôn giả, hãy nói lên những vật gì tôn giả cần, chúng con sẽ lo liệu đủ. Trưởng lão giữ im lặng, nhưng nhóm sáu tỷ kheo nói: Này chư hiền, đối với các người xuất gia, rượu trắng khó tìm và rất thích ý. Các ông xem có thể tìm được rượu trắng trong cho trưởng lão hay không? Các thị dân bằng lòng, mời bậc đạo sư ngày mai thọ trai, rồi họ đi vào thành, sắp đặt mỗi người, mỗi nhà phải có rượu trắng trong để cúng dường trưởng lão. Hôm sau, họ mời trưởng lão vào cúng dường rượu trắng. Trong mỗi nhà, trưởng lão đều uống rượu và bị say. Khi đi ra khỏi thành, trưởng lão ngã xuống tại cửa thành, vừa nằm vừa nói mê sảng. Bậc đạo sư dùng cơm xong đi ra khỏi thành, thấy trưởng lão nằm trong tình cảnh như vậy, liền bảo các tỷ kheo mang Sagata về tinh xá. Các tỷ kheo đặt trưởng lão nằm, đầu trưởng lão dưới chân Đức Như Lai, nhưng trưởng lão xoay trở lại nằm đặt chân trước mặt Đức Như Lai. Bậc đạo sư hỏi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, nay Sagata có tỏ sự kính trọng đối với ta như trước kia đã làm không? Thưa không bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, ai đã nhiếp phục con xà dương Ambatithaka? Sagata bạch Thế Tôn. Nhưng này Sagata có thể nhiếp phục được một con rắn nước không? Thưa không được bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, có thích hợp chăng khi uống một loại gì khiến con người mất lý trí? Thưa không thích hợp bạch Thế Tôn. Rồi Thế Tôn chỉ trích trưởng lão và bảo các tỷ kheo: Ai uống rượu men rượu nấu, người ấy phạm tội, cần phải thú nhận và xin sám hối. Sau khi thiết lập học giới, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào hương phòng. Các tỷ kheo hội họp tại chánh pháp đường, nói lời chỉ trích uống rượu. Thật là một tội lỗi lớn nếu uống rượu, vì uống rượu làm cho một người có trí tuệ và thần thông như Sagata mù quáng, không thấy công đức của Đức Phật. Bậc đạo sư đến pháp đường và hỏi: Này các tỷ kheo, các ông ngồi tại đây đang bàn vấn đề gì? Sau khi biết được vấn đề trên, bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay các vị xuất gia này mới uống rượu và làm mất lý trí, mà trước kia họ cũng đã làm vậy rồi. Nói xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Ngày xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình phương Bắc ở nước Kasi. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài xuất gia làm tiên nhân du sĩ
đạt được các thắng trí và thiền chứng, vui hưởng thiền lạc, trú ở dãy Hy Mã Lạp Sơn, được dây quanh giữa 500 môn sinh. Khi mùa mưa đến, các môn sinh thưa với Bồ Tát: "Thưa sư trưởng, chúng con sẽ đi đến chỗ có người ở để xin muối và dập." Các hiền giả: "Ta sẽ ở lại đây, các con hãy đi, hãy bảo trọng lấy thân và sống qua mùa mưa rồi trở về." "Thưa sư trưởng, vâng." Họ đảnh lễ sư trưởng, đi đến Ba La Nại và sống trong công viên của vua. Ngày kế tiếp, họ đi khất thực ngoài cửa làng, nhận đồ cúng dường đầy đủ. Ngày kế tiếp nữa, họ trở về thành. Mọi người thương mến cúng dường đồ ăn, và sau vài ngày, họ báo cho vua biết: "Thưa thiên tử, có 500 ẩn sĩ từ Hy Mã Lạp Sơn đến trú ở công viên, tu hành khắc khổ, nhiếp phục các căn và giữ giới." Vua nghe công đức của các vị ấy, liền đi đến công viên, đảnh lễ, tiếp đón họ niềm nở, và mời họ ở lại đó trong 4 tháng mùa mưa. Từ đấy trở đi, họ ăn trong cung điện nhà vua và ở tại công viên. Một hôm, có một ngày hội lớn uống rượu trong thành. Nhà vua nghĩ rằng các vị xuất gia khó có được rượu, nên cúng dường họ nhiều rượu thượng hạng. Các nhà khổ hạnh uống rượu, đi vô công viên, bị rượu làm cho say. Một số người đứng dậy múa, một số người hát, và một số người sau khi múa và hát dứt lung tung những thúng đựng gạo vân vân, rồi nằm xuống ngủ. Khi hết say rượu, họ tỉnh dậy, nghe và thấy những hành động bất chánh của mình, họ khóc than: "Chúng ta đã làm những hành động không xứng đáng với người xuất gia. Chúng ta sở dĩ làm điều ác như vậy vì chúng ta sống không có bậc sư trưởng của chúng ta." Ngay lúc ấy, họ từ bỏ công viên, đi về Hy Mã Lạp Sơn. Sau khi dọn dẹp các vật cần dùng, họ đảnh lễ sư trưởng và ngồi xuống. Sư trưởng hỏi: "Này các con thân, các con có được an lạc không? Khi đi khất thực, có mệt nhọc không? Các con có sống hòa hợp với nhau không?" "Thưa sư trưởng, chúng con đã sống được an lạc, nhưng chúng con đã uống rượu, lẽ ra không được uống. Rượu làm cho mất lý trí, không giữ được chánh niệm, nên chúng con đã hát và đã múa." Họ báo cáo rõ mọi sự việc, rồi đọc bài kệ này: "Chúng con đã uống rượu, đã hát, múa và khóc. Uống rượu mất lý trí, đâu được quá thành dượng." Bồ Tát nói: "Do vì không ở với vị sư trưởng nên sự việc như vậy đã xảy ra." Sau khi quở trách các vị tu khổ hạnh ấy, Bồ Tát khuyến giáo họ: "Từ nay chớ làm như vậy nữa." Rồi trọn đời tu tập thiền định không gián đoạn, Bồ Tát được sanh lên cõi Phạm Thiên. Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bắt đầu từ đây, sẽ không nói đến sau khi kết hợp như sau. Lúc bấy giờ, hội chúng của vị ẩn sĩ là hội chúng Đức Phật. Vị sư trưởng hội chúng là ta vậy. Ha ha ha,